hôm nay 28 tháng 2, sau cuộc thắng mới về một được một bộ bi đông cầm CD90 Bentley, hàng đã xe kho nội địa Nhật về, tình trạng là nguyên zin đẹp. Giá cho bộ bi đông cầm CD90 đẹp này mình bán là 1.850.000 nha anh em, 1.850.000 cho bộ bi đông cầm CD90 này. Thì cái bi đông cầm CD90 này là nó là tay dài nha, đây là đúng của CD90, nó là tay dài, toàn bộ đúng hàng rã xe kho nội địa Nhật rồi. Mình quay dàn cảnh chi tiết cho anh em xem ha. Sơn xi zin 100%, bộ này còn rất là đẹp. Quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem thành sao hàng vậy ha. Đúng bi đông cầm của CD90 nha, tay dài nè. Còn CD Bentley 50 là nó sẽ là tay ngắn nha anh em. Con này là đúng CD90 Bentley, giá nó sẽ cao hơn. Ba anh em là tất cả các chức năng là hoạt động còn đầy đủ, các loại cầm nè, chức năng hoạt động đầy đủ ha. Rồi anh em nào có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại là 0933996332. Rất là đẹp cho bộ cầm CD90 Bentley. Chắc toàn bộ là nguyên zin, không đứt không nói. Hai con số hai bên này là nguyên zin luôn nha anh em. 850 cho bộ bi đông cầm CD90 Bentley. Và anh em nào có nhu cầu liên hệ em qua số điện thoại là 0933996332. Còn cái này là em quay clip, còn anh em có thể theo dõi hoặc là xem hình ảnh trực tiếp nhiều hơn. Nó nằm ở Facebook em ha. Các bạn có thể tìm kiếm anh qua cái kênh là YouTube, Facebook, Zalo bằng số điện thoại là 0933996332. Shop Quốc Thắng.